Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kim Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc Gian XKBL2. Và một chiếc xe này cực kỳ mới các bác nhá. Vâng, đây là màu đỏ. Đấy, em đánh giá là chiếc xe này là dòng XKBL2 mới nhất về tại cửa hàng em. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe này. Vâng, và đây là một dòng touring đường phố Gian XKBL2 các bác nhá. Rất nhiều bác nhắn tin và gọi điện cho em hỏi về chiếc xe này. Và hôm nay em về một chiếc cực mới đây. Em đánh giá chiếc xe này trên 95%. Vâng, một tông màu đỏ. Đỏ những vạch sơn đen này. Rất là hài hòa đây. Gian XKBL2. Đây là một mẫu touring đường phố bán khá chạy tại cửa hàng em. Tất cả đồ đều nguyên bản nguyên zin theo xe. Và đây là cọc yên và yên của nguyên bản theo Gian đây. Chiếc yên rất là mới, đây logo của Gian. Trên yên có chữ Gian. Yên rất là mới các bác nhá. Chiếc xe rất ít đi. Đây là mã QR của hãng. Vâng, và chiếc xe này được sử dụng công nghệ nhôm alloy SL các bác nhá. Là một dòng cao cấp hơn alloy thông thường. Tất nhiên là cho xe nhẹ hơn là bền hơn rồi. Công nghệ nhôm độc quyền của Gian. Xe này cực kỳ mới. Càng nhôm càng rất mới đây. Vâng, và như những dòng xe cao cấp khác của Gian thì xe này cũng được trang bị dây âm sườn. Trước đây em đã review rất nhiều chiếc xe Gian XKBL2 rồi, nhưng mà hôm nay là một chiếc xe mới nhất về đây. Màu đỏ các bác nhá. Ghi đông cổ phốt nguyên bản của Gian. Nguyên bản theo xe. Tay nắm cao su cũng của Gian luôn, của hãng. Và đây đặc biệt hơn là được trang bị tay nắm sừng của Gian này, nguyên bản của Gian. Chiếc xe có logo của Gian. Vâng, và xe được trang bị bộ tay bấm xả của Shimano. Bên này bên líp. Bên líp đây. Bộ tay bấm xả 8 tầng bên líp. Và 3 tầng bên đĩa của Shimano. Phanh dầu thủy lực Techo. Đây là một dòng touring có phanh dầu thủy lực các bác nhá. Và đây là cặp vành, bộ vành cặp nguyên bản của Gian, nguyên zin theo xe. Vâng, lốp Kenda. Em sẽ quay thông số lốp 700x28C các bác nhé. Một chiếc xe touring đường phố. Bê đan theo xe. Bộ đùi đĩa 3 tầng. Gạt đĩa của Shimano Toley. Vâng, và xe có size S. Bây giờ em sẽ đo chiều cao khung đứng của xe đây. Xe chiều cao là 49. Vâng. Và cũng là size S phù hợp các bác từ 1m6, 1m7.
dàn XKBL2 phủ đề Shimano Thule xích và lip toàn bộ của Shimano. Vâng, chiếc xe rất ít đi nên là cái bảo vệ lip đây các bác còn rất là mới, các bác có thể nhìn rõ đây, mới đây không tùy thuộc vào đây, vào cái bảo vệ đĩa đây, nó không bị nhuốm màu xích lip gì cả. Đây là bộ phanh của xe, phanh dầu, phanh dầu Techo, phanh dầu thủy lực. Và xe được trang bị 9 tầng lip của Shimano và 3 tầng đĩa cho xe 27 tốc độ. À 8 tầng lip các bác nhá, 24 tốc độ. Giờ sẽ đi vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, lên lip. Sử dụng nguyên bộ group của Shimano Thule, đúng lip. Lip và xích đều của Shimano. Hình thức lip xích rất là mới các bác nhé. Này bên đĩa đây, bộ đùi đĩa 3 tầng, gạt đĩa Shimano Thule. Xuống đĩa, xuống, lên đĩa. Vâng, chuyển động rất tốt. Một dòng cưa touring có trang bị phanh dầu thủy lực dàn XKBL2. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc touring đường phố dàn XKBL2 màu đỏ size S các bác nhá, của các bác từ 1m6 m7, được trang bị phanh dầu và nguyên bộ group của Shimano. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 7 triệu miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Còn tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709943 để xem những hình ảnh chi tiết về chiếc xe, nhấn theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để xem những chiếc xe đẹp nhất về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Có bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.